Quý vị, những ngày qua, vụ việc ông Nguyễn Trường Hải sử dụng bằng tiến sĩ, thạc sĩ giả để giảng dạy và ứng tuyển vào nhiều trường đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi bị phanh phui đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất chính là ở phần lý lịch khoa học, ông này liệt kê một số bà quốc tế đứng tên chung với nhiều người có tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đó có cả phó giáo sư tiến sĩ Dương Anh Đức, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nay là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thực hư điều này thế nào? Theo nguồn tin của báo Thanh Niên thì khi đột lý lịch khoa học vào hồ sơ làm giảng viên cho các trường, ông Nguyễn Trường Hải khai mình sinh năm 1982, tức năm nay 41 tuổi. Ông này khai đã tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ thông tin, tiến sĩ công nghệ thông tin tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hải còn khai là trưởng bộ môn công nghệ phần mềm của trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, bằng tiến sĩ của trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với tên luận án tốt nghiệp là Scalable Approaches for Content Base. Ông Nguyễn Trường Hải cho biết mình đã nghiên cứu hàng loạt đề tài, dự án, hướng dẫn hàng loạt sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh với nhiều đề tài cho cả bậc đại học lẫn cao học. Về các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, ông Hải nêu 4 bài. Đặc biệt các bài báo này đều đứng tên chung với nhiều người, trong đó có Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Anh Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nay là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hải Quân là giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Kiếm, nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Một cán bộ của khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Văn Hiến, nơi ông Nguyễn Trường Hải xin vị trí phó trưởng khoa cho biết đã kiểm tra những bài báo khoa học này và được biết tất cả đều là của người khác. Ông Nguyễn Trường Hải đã tự thêm tên mình vào. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Kiếm, nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh, cũng là người bị ông Hải nêu tên trong bài báo chung xác nhận đây là một siêu lừa đảo hồ sơ. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Kiếm khẳng định không đứng chung bất cứ bài báo nào với ông Nguyễn Trường Hải. Tương tự, phó giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Vinh là trưởng ban khoa học và công nghệ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh khẳng định từ thông tin công trình nghiên cứu được cung cấp trong lý lịch khoa học của ông Nguyễn Trường Hải, phía này đều đã rà soát và khẳng định không có tên ông Nguyễn Trường Hải trong bất kỳ đề tài nào của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Vinh thông tin thêm, tên công trình nghiên cứu được nêu trong lý lịch khoa học của ông Nguyễn Trường Hải trùng lắp với tên các bài báo của tiến sĩ Ngô Đức Thành là trưởng khoa khoa học máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Các công trình nghiên cứu của tiến sĩ Ngô Đức Thành đã được công khai. Trước đó, trong lý lịch khoa học được sử dụng để xin việc, tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải khai tốt nghiệp tiến sĩ công nghệ thông tin tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nhà trường không cấp bằng cho ông Hải và dữ liệu đào tạo của trường cũng không có thông tin người học này. Hiện công an đang làm việc với các trường đại học để làm rõ thông tin vụ việc. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.